Xin chào toàn thể quý vị khán giả. Buổi sáng nay anh em sẽ làm về món lòng sốt tiết canh buổi sáng ngày mùng 1 đầu tháng cho đỏ. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức. Hôm nay anh em thịt lợn sạch nhé. Con này gần 13 tháng. Xin mời quý vị khán giả vào theo dõi và thưởng thức cùng anh em trong kênh món tiết canh lòng sốt buổi sáng ngày mùng 1. Thế hôm nay thịt cái đàn lợn to này à, thịt gấm. À bà gấm ơi, thịt đàn lợn to này à. To, con này to. Tú ơi, Tú, ta lấy cái chân thì chưa về quay này. Lấy cái gì? Lấy chân này. Tách chân cho ta. Đây đây, ta hết này. Lấy lòng hay lấy chân? Hay lấy lòng sốt thì canh. Lấy lòng chứ, chân ăn làm gì? Chân phải lấy tất mới đẻ. Ê à, tình bà chỉ to nhá. Con này nạc đấy. Bà chỉ con này ngon. Con này để nái à, bà gấm. Con này. Con này bụi bụi đó. Con này làm tưởng. Rồi hơi bị ngạc đấy, thịt đấy nhưng ngon lắm, lợn thịt có 60 cân nhưng như lợn rừng luôn. Ừ. Lại càng thịt càng bé là càng nạc, nuôi lợn càng biết càng thì nuôi càng to thì lại xuống khổ. Nó khổ nó dày. Nuôi to đến tạ tư là phải xuống khổ rồi, còn thịt lợn nào bé cũng nạc. Ủa cái này bộ lòng này, bộ lòng mắt phèo này. Có trễ không? Chú xem là phải có trễ không? À đây đây đây, trễ đây rồi. Ui giời, bộ này. Ui giời. Còn đấy. Cần đấy. Nhờ. Tuần cân. Bộ trễ này được đấy. Nhờ câu nhờ. Trong đường. Tham gia cho nên không được. Tham gia làm cái gì? Đấy, nhưng mà về một anh cho nước vào nồi đi, một anh rót rượu ra là hồi nguyên cái đấy rồi hai thằng chán mà uống. Để bụng chiều uống tiếp chứ. Thế này xong rồi à? Cái này cái đoạn rồi. Thôi. Coi như xong rồi. Thích làm một mẫu về khắc lụt cái mà. Có chứ, phải làm tí xong rồi chứ, tiết canh nhá. Rồi xong mang về luộc cho. Về anh ăn chế luôn. Cái chế này thì được rồi, bóc mũi đi là được không? Lấy không? Có chứ. Đây, anh em đang luộc mỡ để trần qua đây, để làm lòng rồi nhé. Cái này vớt được rồi em ơi. Vớt được rồi. Không ra hết mỡ. Vớt rồi, chín rồi. Anh em bắt đầu băm để đánh nhân tiết canh nhé, thưa quý vị khán giả nhé. Đây là đầu bếp Tú sẽ phụ trách cái món này buổi sáng nay. Anh em thịt lợn sạch làm món lòng sốt tiết canh.
cân đi, với 2 cân sườn thì cháu cầm ra một cái. Bảo rồi. Cháu có không? Cháu ăn rồi này. Tiền thì thầy ăn rồi đấy, cháu ăn được 10 phút, cháu chửi cho nó còn to. Ông Tám lấy một nửa rồi à? Ừ. Thế em sao đủ không? Ở nhà ấy nó ăn nó chưa? Băm lấy tí nữa đang lại cái này ra ngoài. Ngoài kia con dao ấy em ơi. Ông Đạt mà hắn mỏng tiết thì phát tát. Ôi đồ đam ơi. Nhiều. Này cho cả đũa à. Đó cả đũa. Quả lòng này thì sướng rồi. Dạ, mà con này dày đấy. Làm quả này làm chú làm mấy nhỉ? Cây này chờ châm xuống vừa tầm đi. Chạy hết. Mỏng to. Quê người lợn tạo về hưu lắm. Người lợn tạo về hưu thôi mà. Không có thịt nữa đâu, thật mà. Không có thịt nữa. Cháu bận đâu làm người hộ luôn. Ông vẫn được tiền. Như này thôi. Ồ. Thì cháu cầm hộ cháu. Không xa đâu. Không vô đâu. Không nào mà trong tường nõn người ta nghỉ. Đấy là ông ấy đấy à? Thế là thít vào thế ở đúng đấy nhỉ, chơi kiểu thít kiểu đấy là nó không bị vỡ ra, vỡ nhỏ ra từng đoạn cũng được phải không, hợp lý. Hết rồi rồi ngoài suối. Đáp mình ra rồi. Hút cho vào nước lạnh nhé, như cái lòng non đấy. Dài lắm. Lấy rổ, cho rổ. Bộ lòng non này được của nó đấy, giá trị đấy. Dài, rất to như con chân cái. Như trễ luôn. Quê không? Lòng non này, dày này mà, xe điếu à? Trễ, qua đỉnh luôn. Này. Minh ơi, ăn được không? Này. Cái trễ này được cân. Đây là một lòng rồi nhá. Kiểm tra tiết xem. Cứ phải kiểm tra tiết nó mặn thì nhiều nước mà nó nhạt thì ít nước. Mặn bác ơi. Thôi anh em cho tỏi, hành khô, ớt. Anh em băm để rang nhân đánh tiết canh nhé. Cái này ga ấy rồi. Phải không? Ga lợn à? Bếp ga. Đây là ga lợn đó. Cho thức
Đấy, món lòng rồi qua ngon để xuống đất không bỏ vào tay rồi đấy để kia mà thái giờ anh em bắt đầu đánh món tiết canh nhé. Buổi sáng tiết đỏ cho thêm tiết vào mới đỡ đen đen. Thấy cái chân giờ thừa chân mùi một kia kiểu kiểu bụng mà gần nước lã lấy bắt đầu nó đau quá. Anh em bắt đầu thái món lòng mà rồi nhé, để buổi sáng này anh em mà chào buổi sáng này một đấy tiết đủ nhá, tiết này đã sẵn sàng. Chị đấy, chị có đủ nhá, lòng dồi này ngon đấy, nhìn mỡ này nhiều mỡ này ngon. Tiết canh đồng cứng luôn. Xin mời quý vị khán giả nhé. Buổi sáng nay anh em chào buổi sáng bằng món tiết canh, lòng sốt tiết canh và món có cả trễ nhé. Làm hấp dẫn chưa? Ăn dặm buổi sáng này thôi. Chào buổi sáng. Quá hấp dẫn. Đây, tiết canh đồng cứng luôn. Cái cành này đã hãm chuẩn đạt được đấy. Nó giòn lắm đấy. Cháu còn. Tính ơi. Tỉnh ơi. Tỉnh ơi. Nhanh lên. Đúng rồi. Ê, thì ông tự dạo này ngon hết rồi nhỉ? Ừ. Có nghĩa hàng hàng nữa. Chị vào đây chú ơi. Chú lúc nào buổi sáng chào món tiết canh nhỉ? Được không? Được. Ngon đấy chú ạ. Tiết canh, món trễ này ngon này. Đây. Đây ơi, cháu đây rồi. Đây thử đây. Không ơi. Ông làm thịt con nữa bảo để cháu đây cho quý vị giả nhá. Món trễ đây. Đấy, trễ nó phải như la trễ này này. Ngon đấy. Lại phát nữa. Đỉnh đấy. Thì cháu chấm miếng này. Thử xem như nào. Em chỉ ăn lộn rồi thôi. Hả? Ừ. Trễ, quá. Giòn thế đấy. Con trễ này được. Con này lắm trễ đấy nhỉ? Con này trễ này được khoảng hơn cân. Cân 2 gì đấy rồi. Vâng. Ngon. Chú không ăn à?
Đấy, anh em ngoài kia đã đi hoạt động buổi sáng cắt gỗ rồi, phải re rồi. Đào vịt gọi gọi để cho nửa cái trễ lại nửa không cái cần một cái một cân một cái càng tốt một cái là một hai cân. Con kia cái con kia giờ trễ mới to rồi, con đấy nó to lắm mà ăn mãi đã chán nên nó phải ăn gì. Thường ngày vẫn mang đi bán suốt mà. Đây cái món rồi chú Tú ăn đây nào, em ăn rồi rồi giờ đến lòng cái khâu đuôi luộc đúng không? Dạ dài dài ba treo này của ai? Quả cũng đăng đang cắt ở nhà đăng thằng bán đồng làm đấy tiết canh gấm đi nào bà gấm ơi bà gấm ơi. Ôi đi bán thịt chứ tiền sướng hơn. Đi. Giải quyết xong rồi, hôm nay không nghỉ. Chiều nay chú loa đài họ thuê không đấy? Có. Loa đài đấy. Tôi tưởng không thuê. Nhà thôn à? À. Phụ nữ. Đi rồi đi, đừng cho ai thuê đâu. Thuê nó phải thuê. Thuê nó phải thuê. Thuê nó phải thuê. Mệt lắm. Mệt mới có tiền, đúng. Mẹ nó rỗi nó chỉ có thế này thôi. Thôi ăn đi các ông ăn đi ăn cháu vẫn khoái món trễ này. Nhưng hôm nay thật ra anh sướng cái món trễ đây hả? Anh muốn lấy cả trễ đấy về ít đâu bao nhiêu đang nghỉ ăn thoải mái đấy đám cưới á không ngày tết 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 này vâng ăn tất niên này từ hai mấy nó cứ từ độ khoảng các vị giải nha. Giờ anh em bắt đầu triển khai món tết canh nha, món đỏ đỏ đây món này. Sáng mùng 1 đây tiết canh mùng 1 đấy. Úp không bao giờ rơi, em úp. Đánh thì úp không bao giờ rơi. Nó nói trong Quân ơi, nói trong nó còn giấu ở trong áo ấy. Tú ơi. Đây, hôm nay thực ra chỉ có mỗi chanh với hạt tiêu. Thực ra quên mất ít rau thơm. Đáng nhẽ có ít rau thơm nó ngon đấy. Nên bắt cái canh đấy là chanh nha, nước chanh vào thì mới có nước nha, còn không là ngon nước. Cứng như thạch. Thạch luôn. Ăn mình to và nẻ, đậu quá. Xin mời tất cả quý vị được thưởng thức cái món ăn ẩm thực nha, của Tuyên Quang này. Đây là MC nha. Nào, cho cả cảm nhận. Ui, mặn quá. Nhưng người ta bảo mặn mặn mà đông này là người ta khán giả lại bảo không phải đâu. Thơm giờ như này là đây là nước chanh nhá. Đây nước chanh nó mới có này nhá, còn không rồi. Bạc lên nữa. Nó vừa rồi. Vừa. Mặn. Ừ, chanh ăn nó mặn mà. Ông ơi có chanh nó đầy không đấy rồi. Tôi thấy ăn cái vỏ. À. Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy chanh có vỏ nhỉ? Thiếu rau thơm. À ừ đúng rồi. Vỏ chanh nó cũng thơm mà. Đâu hạt tiêu nó hạt tiêu nó cái cay mồm đấy. Cho rồi cho rồi. Ít không, chú ăn ít. Có hạt một xẻ vào. Cái này là nhiều người gọi là ăn gọi là thánh hạt cay. Lộc bín đấy. To lắm nhỉ. Đây anh em nhá. Vỏ chanh, vỏ chanh. Làm quả ớt nữa không? Đã nhăn mặt thế. Ngon. À, được. Chúc con miệng. Đấy. Vâng, vâng, chấp nhận. Ông Đạt không ăn à? Không. Sao? Ông làm. Thế mà rồi lấy cái canh về. Ông làm cũng làm ăn. Mỗi ngày một con quá ngon. Không ăn nổi. Gạch. Nồng nốt không thích. Nhiều mà. Mấy miếng dầu là bỏ bữa rồi. Thôi xin phép quý vị khán giả nhé, em xin phép tạm dừng video đây. Hẹn quý vị khán giả những tập tiếp theo của anh em trong kênh nhé. Hãy vào kênh ẩm thực Tuyên Quang. Hãy đăng ký và ủng hộ anh em ạ. Mặn anh nhà đó. Đấy thử liền biết. À đây đây đây. Đây là em ở miền Nam về này. Chưa lại chưa chưa có anh nhá. Về nhà nhưng mà chưa có người yêu. Đang tìm người yêu. Cho xin số điện thoại để đăng lên cái tìm người yêu. Đang có người hỏi yêu. Gọi đâu. Đấy. Có ăn đâu.
Nhưng hôm nào vào trong đấy kiếm cái món hạt tiêu, hạt là tiêu tươi à? Tiêu tươi ấy. Bảo sáng gửi đây cho anh em một ít. Vì mắm nhưng mắm. Cháu khoái ăn hạt tiêu tươi lắm. Ăn ăn tiêu canh này đỉnh luôn. Hạt tiêu khô này không thích. Cháu khoái ơi. Tao bảo một túi to mà. Cô tao bảo mà. Không gần tí tao bứt trong ngăn đá. Ăn đi anh. Đá.